Ngày 12 tháng 10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tới Tel Aviv trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông mở rộng nhằm thể hiện sự ủng hộ của Mỹ với Israel sau vụ tấn công bất ngờ của phong trào Hồi giáo Hamas, đồng thời tìm cách chấm dứt cuộc xung đột hiện nay. Chuyến đi của Ngoại trưởng Blinken cũng góp phần đạt được thỏa thuận trả tự do cho các con tin đang bị Hamas bắt giữ, một vài người trong số đó là công dân Mỹ, và thiết lập hành lang an toàn để dân thường tại dải Gaza di chuyển ra khỏi khu vực đông dân cư. Trong một diễn biến liên quan, ngày 11 tháng 10, điều phối viên phụ trách truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby thông báo USS Dwight Eisenhower, tàu sân bay thứ hai của Hải quân Mỹ sẽ được triển khai tới Địa Trung Hải. Quan chức Nhà Trắng tuyên bố Mỹ sẵn sàng hành động trong trường hợp cần thiết nếu tình hình cuộc xung đột giữa Hamas và Israel leo thang căng thẳng. Trong khi đó, Reuters đưa tin Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản phụ trách các vấn đề quốc tế Masato Kanda ngày 11 tháng 10 cho biết, Bộ trưởng Tài chính của nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 có thể sẽ thảo luận về tác động của tình trạng leo thang căng thẳng ở Trung Đông đối với nền kinh tế toàn cầu. Giới chuyên gia nhận định, việc xung đột bùng phát giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas có thể khiến các ngân hàng trung ương đối mặt với những xu hướng lạm phát mới, cũng như giáng đòn mạnh vào triển vọng kinh tế ở thời điểm có nhiều hy vọng về khả năng kiềm chế đà tăng giá vốn do đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột Nga-Ukraine gây ra.